anh em nhá. Hôm nay á mình sẽ làm một cái video ngắn ngắn ấy, vì tại vì hôm qua có một số anh em có nhắn tin hỏi cho mình ấy là cái về cái phần tài liệu học tập ấy anh em ạ. Thế thì hôm qua mình cũng có nhắn tin cho anh em một hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh em cách mà anh em tìm tài liệu ở trong cái phần cái nhóm Discord, nhóm học tập chung của chúng ta ấy. Dành cho những anh em nào mới chưa biết đúng không? Anh em có thể để ý này. Cái phần link tài liệu ấy. Anh em để ý nhá. Cái chỗ này này. Anh em để ý này, nó mình để ở cái phần cái link mới nhóm tham gia nhóm Discord là ở cái phần mô tả của các cái video anh em này. Ví dụ giả dụ mình vào một cái video bất kỳ là cái nhật ký giao dịch chẳng hạn đúng không? Anh em để ý này, mình có để là nhóm Discord cùng nhau trao đổi học tập. Cái link mời của nó đây, và em click vào đây phát đó thì nó sẽ nhảy vào cái đường dẫn. Anh em chấp nhận lời mời phát là nó sẽ nhảy vào cái nhóm của chúng ta thôi em nhá. Đó, và khi anh em join vào trong nhóm đây thì anh em tìm đến cái phần tài liệu này, tài liệu quý hiếm này đó. Ở trong đây mình up lên hết các cái link, bao gồm các cái file PDF tài liệu hoặc là các cái video ấy, ở dạng link driver ấy. Đó thì anh em vào đây anh em có thể download về và anh em tham khảo anh em nhá. Đấy, mình để khá khá tài liệu ở đây, có cả tài liệu bản Việt, cả tài liệu bản nước ngoài dành cho anh em nào muốn tham khảo được chưa anh em. Đấy rồi, thế thì anh em có thể vào trong đây anh em tham khảo thôi, link tài liệu nhá. Còn một số anh em mà có thắc mắc thì mình cũng để cái phần cái mục là thắc mắc của member này, thì anh em có thể vào đây trao đổi. Ví dụ như là có bạn hỏi các cái vấn đề mà chốc bot hay mapping cấu trúc thị trường, hay là map thẻ đúng chưa, hay là phá này phá thế kia đúng chưa, vân vân và mây mây anh em nhá. Anh em có thể vào đây anh em tham khảo, và mình mục đích mình tạo ra cái kênh này để cho anh em cùng nhau trao đổi học tập và cùng nhau tiến bộ thôi anh em ạ, được chưa anh em. Còn ở đây một số mình để các cái chỉ báo hay các indicator mà mình có dùng này, một số cái chỉ báo mà dành cho cái nến Inside 3V2, cái xác nhận xác định cái nến Inside 3 này, hoặc là cái cách vẽ sóng gan dành cho anh em nào mà chưa biết vẽ, anh em có thể dùng chỉ báo này. Hoặc anh em có thể là anh em một số hôm qua anh em comment trên kênh anh em hỏi là cái cách mà phân ra các cái phiên mà các cái hình ô vuông, hình tam giác đấy, thì nó là cái chỉ báo mà FXN Asian Season Rain này anh em nhá. Thì anh em cài chỉ báo này vào, và mình có cái video cụ thể mình hướng dẫn cài cái chỉ báo này ở trong cái bài mà season liquidity thanh khoản đấy. Đó anh em, thì anh em cài một số chỉ báo này, anh em phân biệt các cái đỉnh đáy của các phiên thôi, anh em biết đường anh em giao dịch. Anh em còn đâu ở đây thư viện thư viết, thỉnh thoảng mình có những cái gì đấy mình sẽ up lên cho anh em hay ho, mình up lên đấy. Anh em còn tâm lý giao dịch hay gì đấy thì anh em có thể hàng ngày lên trên đây, anh em nào yếu tâm lý hay như nào đấy, anh em có thể comment vào đây, anh em cùng nhau chia sẻ, cùng nhau phát triển tiến bộ được chưa anh em. Còn ăn chơi xả stress này có nghĩa là nào, ví dụ anh em nào mà ở trên địa phương trên khắp Việt Nam ấy mà có chỗ nào hay ho ấy, mà sau khi anh em chẳng hạn mà anh em chơi có lợi nhuận, có thắng lợi, có tiền rồi đúng không, anh em muốn đi xả stress, đi du lịch thì anh em comment lên đây, anh em có những địa nào hay, địa điểm du lịch nào hay thì anh em comment lên cho anh em tham khảo, anh em có thể đến đó được chưa anh em. Đó, còn self help này thì có thể là một số cái kỹ năng, một cái số cái sách hay, hay là một số vân vân mình để trên đây, cái mục anh em có thể comment lên được chưa anh em. Có nơi để tâm sự này thì tâm sự thầm kín hay là tâm sự mềm mỏng ABCDZ gì đấy anh em có thể đăng lên đây, anh em trong nhóm cùng nhau chia sẻ được chưa anh, được chưa anh em. Picture funny này, sách hay trading này, thì hôm qua mình có giới thiệu anh em một cái cuốn sách mà dành cho khá nhiều anh em trader hay là newbie mới vào thị trường, đó chính là cái quyển Trading in the Zone này. Quyển này khá hay, nó giúp anh em có thể là vững tâm lý hơn trong giao dịch. Anh em nên đọc quyển này, mình đang đọc. Mình đã đọc rồi, còn đâu mình giới thiệu cho anh em thôi, được chưa anh em. Còn anh em mà thích tiểu thuyết thì mình đã đọc cái cuốn tiểu thuyết Bố Già đấy, Bố Già The Godfather của Mario Puzo đấy. Quyển đấy cũng khá hay dành cho anh em nào đàn ông, nó anh em cứ đọc đi, được chưa anh em. Có trải nghiệm cuộc sống này thì có thể là anh em đi du lịch, chụp ảnh, chụp mây, chụp phong cảnh hay gì gì đấy, anh em đăng lên đây anh em cùng nhau ấy. Còn có thể là
cái nhạc thiền tĩnh tâm này này mình dành cho những anh em nào, hầu như anh em nào mà cái tâm lý nó sau khi chơi thua lỗ ấy, hay tâm lý chưa vững ấy, thì anh em có thể là vào trong đây và nghe nhạc, và có thể mở một bài nhạc nghe nhẹ lên, làm một ly nước lọc uống cho nó tĩnh tâm lại, đừng có ăn thua với thị trường anh em ạ. Thua thì thôi, thua chắc chắn stop loss nó là một trong những cái gia vị của trading rồi, anh em không thể nào tránh được thua lỗ anh em nhé. Anh em chỉ thua cái lúc nào thua là khi anh em không bám sát cái plan giao dịch của anh em, là anh em vào lệnh theo một cách random ấy, một cách ngẫu nhiên mà nó không có cái theo cái quy tắc hay là theo cái kế hoạch giao dịch của anh em theo hàng ngày. Hàng ngày anh em có thể ý này, hàng ngày mình vẫn up cái plan giao dịch con cặp EU này lên trên đây cho anh em tham khảo này. Đó, và mình có nhận định là cái plan nào khả thi nhất. Giả dụ như cái ngày hôm qua đúng không? Cái plan 1 hoạt lên này. Có phải anh em để ý cái con EU này hôm qua cái plan 1 đây. Mình bảo là giá về suýt cái đáy major low và rất có khả năng đảo chiều. À rất có khả năng nó đi lên tiếp theo cái hướng pro trend này đúng không? Đi lên cái mắc target đến major 2 của 15 trên đây này anh em này đấy. Thì hôm qua mình cũng có cái lúc mà giá nó sweep đầu phiên London ấy, giá nó sweep cái đáy này này, mình cũng bảo anh em là canh buy đấy, thì có thể hôm qua anh em có một số cái lệnh anh em mua lên là ăn rồi đúng không? Đó, thì anh em vào cùng nhau thảo luận thôi. Còn hàng ngày mình vẫn up plan lên, và những cái điểm nhấn chỗ nào mình vẫn up lên nhóm thì anh em cùng theo dõi và cập nhật được chưa anh em? Còn tin tức trong tuần thì anh em phải hàng hàng tuần mình sẽ up lên trên cái mục này để anh em theo dõi những cái tin đỏ và tin ra ca mà này, tin đỏ là những cái tin lãi suất. Ví dụ tuần này có mấy cái tin là ví dụ Fedchai là chủ tịch Fed phát biểu này, hay là employer claim này, như là số đơn thất nghiệp, yêu cầu chỗ thất cấp thất nghiệp này, hoặc là ECB ngân hàng châu Âu chủ tịch Lagarde phát phát biểu như này, chủ tịch Fed cũng phát biểu của đêm các cái chủ tịch Fed địa phương thôi. Còn một số cái tin mà tuần này nó cũng không có mạnh lắm anh em nhá. Còn được sang tuần sau mình sẽ cập nhật tiếp cho anh em, thì anh em chú ý ở trong cái phần này. Được chưa anh em? Còn các cái plan giao dịch thì hàng ngày mình up lên cho anh em. Còn đâu có ví dụ có thông báo gì ấy, thì mình sẽ lên mục thông báo này. Đúng, còn ví dụ có hàng ngày có new video, ví dụ ra video khóa học trong cái chuỗi khóa học SMC của mình, hay là các cái video recap lệnh theo cái chuỗi nhật ký giao dịch thì mình up lên đây, anh em cứ đón xem thôi. Được chưa anh em? Đấy, ok. Và flex thì flex profit thì anh em nào mà có lệnh lãi TP mà như nào thì em còn đăng lên đây, anh em cùng nhau flex khoe nhau. Được chưa anh em? Còn đâu cái trong cái nhóm EU này thì mình có thể cùng nhau thảo luận trên đây, chuyên cho chuyên cặp EU thôi. Còn em thích đánh vàng thì đánh vàng thì có thể anh em đăng lên trên đây. Và sắp tới nếu mà mình có thời gian ấy, đợt này nói thật là mình cũng khá là bận bận về công việc với cả bận về nói chung là mình nói là mình là trader full time thì là đúng thật, nhưng mà mình thực ra trước khi là trader mình đã là một người freelancer rồi, làm nghề tự do rồi anh em ạ. Trước là mình đã từng làm seller rồi. Ngày ngày xưa khi mà cuối năm 2017 đến 2018 ấy, bước chân vào thị trường này này, tài chính này, thì trước đó mình cũng đã từng là adder. Anh em nào biết chạy Facebook ad từ 2012 2013 ấy. Xong là bắt đầu đến 2015 2016 bắt đầu sàn các sàn Shopee, Shopee hay Lazada, bắt đầu hồi đấy Lazada nó bắt đầu du nhập vào thị trường Việt Nam, mà Shopee mãi về sau mới vào ấy, thì bắt đầu bán sang sàn đúng không? Chạy chạy nát của Facebook rồi thì bắt đầu mình chạy sang sàn, đấy sàn bây giờ bắt đầu nhảy sang TikTok. Đó thì không phải mình làm một cái nghề đâu anh em ạ. Đó thì hôm nay chỉ tâm sự mỏng mỏng ngày cuối tuần cho anh em thôi. Còn cái nghề trader này thì mình cũng vào được cũng khá khá thời gian rồi, thì mình thấy mình còn join vào một trong số các cái nhóm, mình thấy anh em newbie vào chân nước chân giáo vào thị trường mà mang cái tâm lý gọi là muốn ăn sổi, gọi là kiếm tiền nhanh đấy, gọi là làm giàu nhanh, chụp giật chớp nhoáng. Nói thật với anh em ấy là không có thể chụp giật được trong thị trường này đâu. Và mình đã từng mang cái tâm lý đấy vào rồi, mình cứ tưởng dễ ngon ăn lắm, vào trong và cháy khét lẹt tài khoản luôn anh em ạ. Cái bài mà mình đi C âm ấy, có một cái video mình làm, cái này là mình cũng đã từng chia sẻ cho anh em rồi. Mình vào mình cháy hồi mình mới vào mình cầm 300 đô vào tài khoản à vào thị trường ấy, cháy trong vòng khoảng 30 phút anh mà hiểu đấy. Nó chỉ đơn giản thôi, nó anh em cứ nghĩ là kiếm tiền nhanh nhưng mà không kiếm tiền nhanh đâu anh em ạ. Phải làm giàu chậm tôn chỉ nó như thế, phải đi từ từ từng bước một thì nó mới bền được anh em nhá.
không được nhanh, nóng vội, nóng nảy là sôi hỏng là bỏng không đấy anh em, được chưa anh em? Đó, và ở đây có một cái số cái sàn mà mình đang giao dịch này, ví dụ Xnet này đúng không, FTMO hoặc là Zlammer đấy, thì một số cái quỹ mình cũng đang giao dịch đây, thì mình để link để anh em nào thích thì anh em vào anh em chơi quỹ, còn đâu anh em nào thích thì chơi sàn, chơi tài khoản cá nhân thì anh em chơi, được chưa anh em? Đó, ok, thì hôm nay cái video nó chỉ ngắn ngắn này, cuối tuần này thôi, thì anh em xem video và nếu mà muốn có gì hỏi thì anh em thảo luận ở trong cái nhóm đây, có thể là comment ở cái mục EU này hoặc cái phần thắc mắc trader thì mình sẽ giải đáp trực tiếp cho anh em nhá. Ok anh em, chào anh em nhá.